À, đầu tiên em cảm ơn cô với cảm ơn trợ giảng của em là chị Tuyên á. Chị Hoài Tuyên Tuyên. là dạ Hoài Tuyên là suốt hết khóa là chị Tuyên check bài và sửa cho mọi người cũng như em rất là kỹ. Rất cảm ơn chị Tuyên đã hỗ trợ em với mọi người trong thời gian qua. Còn về cái sử dụng thì mấy hôm nay em cũng không có đi ra ngoài nhiều vì dịch á, nhưng mà cũng có đi ăn này kia. Dạ. Đúng y chang vừa mới học cái unit mà ăn uống xong á cô. Xong rồi cũng áp dụng và nói thì em thấy người ta hiểu và nói chung là mọi thứ nó cũng trôi chảy với nó cái nói cuộc sống hàng ngày á. Rồi bình thường em cũng nói chuyện với người yêu em thì em cũng xài những cái câu hỏi này, cũng câu này nè, thì em thấy nó cũng hiệu quả nha. Thì lúc đầu là tại vì người yêu em không có học theo cái cách này, mà tại vì bà ấy là đã có một cái môi trường sẵn, cho nên khi mà thấy em ngồi học mình cứ đọc đi đọc lại hoài thì bà ấy mới cười, xong mới nói là lần đầu tiên mới thấy học tiếng Anh kiểu này luôn á, cứ ngồi đọc đi đọc giống học bài quá vậy. Dạ, nhưng mà sau đó khi mà đi nói chuyện rồi này kia thì mới thấy được cái sự hiệu quả, tức là trong cái cuộc nói chuyện với bạn bè này kia là em vẫn nói chuyện rồi cũng trao đổi với mọi người bằng những cái câu mà mọi người cũng hay dùng, nói ngắn gọn nhưng mà người ta hiểu và xúc tích. Thì sao, tại vì em cũng có giải thích là vì cái môi trường ở Việt Nam học nó không có được như ở bên này á, nên đây là cái cách duy nhất mà mình có thể học để phá đi cái tiếng Việt á. Dạ, rồi còn những cái âm đồ này kia thì em thấy mọi người nghe không có chê, cho nên em nghĩ là nó ok. Ok. Dạ nên dạ em cảm ơn cô, cảm ơn chị Tuyên, cảm ơn mọi người. Ok.